Những vụ ngoại tình chấn động nhất làng giải trí 2016. Vụ ngoại tình bị bắt quả tang ầm ĩ nhất showbiz mới đây thuộc về vợ chồng diễn viên phim Thiên Hạ Vô Tặc Vương Bảo Cường. Anh bắt gặp vợ là Mã Dung và quản lý ngoại tình trong khách sạn. Những tấm hình và clip ghi lại cảnh Mã Dung khỏa thân bị tung lên mạng. Ngay lập tức, Vương Bảo Cường ly hôn vợ. Vụ việc thu hút quan tâm của 80% số người dân Trung Quốc. Vương Bảo Cường kết hôn năm 2009, hai người có với nhau một trai một gái, gần 7 năm chung sống, nam diễn viên chưa một lần nghi ngờ vợ. Ngày 13 tháng 8 vừa qua, anh thấy vợ không ở nhà và bỏ quên điện thoại. Trong tin nhắn, vợ và quản lý của anh thường xưng hô thân mật vợ chồng. Tối cùng ngày, anh bắt quả tang vợ qua đêm với quản lý ở khách sạn. Vương Bảo Cường nổi tiếng qua loạt phim Thiên Hạ Vô Tặc, Lạc Lối ở Thái Lan, Tùy Đường Diễn Nghĩa v.v. Hôn nhân giữa anh và Mã Dung từng được ví như cặp đôi người đẹp và quái thú vì chênh lệch ngoại hình. Sau bê bối ngoại tình, quản lý của Vương Bảo Cường đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ. Sau khi bị chồng phanh phui việc ngoại tình, Mã Dung tố ngược lại. Cô đệ đơn chồng xúc phạm nhân phẩm và tố anh đang nuôi ba bồ nhí là sinh viên. Nhiều hình ảnh của Mã Dung tại khách sạn khi bị chồng bắt quả tang phát tán trên các trang web nóng. Cũng trong tháng 8 năm nay, làng giải trí Trung Quốc còn phanh phui một vụ ngoại tình của nữ ca sĩ 48 tuổi, Hoàng Ý Sang. Cô bị bắt quả tang qua đêm tại khách sạn với nhân tình, nhạc sĩ Lữ Yến Vệ. Chồng của Ý Sang, nhà sản xuất Trương Ân ngay lập tức đệ đơn ly hôn khi biết vợ vụng trộm. Báo chí đã chụp được ảnh Ý Sang và bồ tay trong tay rời khỏi khách sạn sau khi qua đêm cùng nhau. Ý Sang là nữ ca sĩ kỳ cựu của ngành giải trí Trung Hoa. Cô đã hai lần ly hôn. Showbiz Hàn xôn xao vì scandal nữ diễn viên Kim Minh Hy ngoại tình công khai với đạo diễn U60 Hong Sang-soo. Vợ của đạo diễn Hong biết chuyện và nhiều lần liên lạc với mẹ của tình địch, mong họ khuyên nhủ con gái nhưng không thành. Kim Minh Hy là một ngôi sao nổi tiếng trên màn ảnh rộng, đặc biệt trong vai nữ chính của phim gây sốt mới đây là The Housemaid. Trong khi đó, Hong Sang-soo đã có vợ và hai con, nhiều hơn Kim Minh Hy 22 tuổi. Ông cũng là một gương mặt nổi tiếng trong giới làm phim Hàn Quốc, có nhiều tác phẩm xuất sắc được mang đi trình chiếu quốc tế. Gia đình đạo diễn Hong Sang-soo rạn rứt vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba là Kim Min-hee, hai người hợp tác trong phim Right Now, Wrong Then. Sau đó cả hai công khai qua lại, đạo diễn Hong đã bỏ nhà để ra riêng sống cùng Kim Min-hee. Vụ việc bị phanh phui vào tháng 6 năm nay khiến dư luận Hàn rất bất bình, nhiều lời chỉ trích hướng về nữ diễn viên người hầu gái, thậm chí cô còn bị cộng đồng mạng tẩy chay, đòi rút khỏi showbiz. Song scandal xuất hiện tin đồn hai người rủ nhau sang nước ngoài cưới chui dù đạo diễn Hong chưa ly hôn. Chuyện tình giữa Justin Bieber và Selena Gomez tiếp tục gây tranh cãi mới đây vì cả hai cùng tố nhau ngoại tình. Justin tố Selena từng qua lại với Jamel nhóm One Direction trong thời gian cả hai vẫn yêu nhau. Đáp lại, Selena tố bạn trai cũ nhiều trăng hoa ngoài luồng. Cặp đôi đã chia tay năm 2014 nhưng vẫn nhiều lần nói lại tình xưa và mâu thuẫn ầm ĩ. Hiện tại, Justin Bieber hẹn hò cùng người mẫu 17 tuổi, Sophia Richie, con gái danh ca Lionel Richie của ca khúc Hello. Trong khi đó, Selena Gomez bị vướng vào đồn ngoại tình với tài tử Orlando Bloom, bạn trai hiện tại của Katy Perry. Ngày 11 tháng 5 năm nay, phóng viên ảnh đã bắt gặp nam diễn viên cướp biển Caribe và bạn gái cũ của Justin thân mật tại hộp đêm ở Las Vegas. Tài tử Johnny Depp cũng trở thành tâm điểm chú ý showbiz vì vụ ly hôn Amber Heard. Anh cáo buộc Amber ngoại tình với Billy Bob, bạn diễn của cô trong London Field. Tranh cãi không dứt khiến Johnny Depp mất kiểm soát. Anh ném điện thoại vào tường, sau đó cắt phần đầu ngón tay. Anh dùng ngón tay bị thương nhúng vào sân xanh và viết lên gương dòng chữ Billy Bob Amber dễ dãi. Sau khi clip, Johnny Depp nổi điên bị phát tán trên mạng. Amber cho hay cô nhiều lần bị chồng đánh vào mặt mỗi lúc say rượu. Đó cũng là lý do cô đơn phương đệ đơn ly hôn sau gần 2 năm cưới.